Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại khu nhà của em Hờ và em Sử. Trong ngày hôm nay thì anh em đội team cũng đã hẹn anh em đội thợ lên trên này để tiến hành là đo đạc và để tiến tới là đang chuẩn bị là tiến hành là thi công ngôi nhà của hai anh em Hờ và em Sử của bác ạ. Và lẽ ra là hôm nay anh em là cũng có bàn là tính là sẽ là đào móng luôn. Tuy nhiên thì em Hờ lại không nói với anh em rằng là còn phải chọn ngày. Thế là lúc nãy em Hờ mới đi gọi chú của em Hờ về thì bây giờ mới nói rằng là vẫn phải chọn ngày nữa, thì bây giờ phải chờ là cũng chưa biết là cụ thể là chú là đã tìm được ngày hay chưa, thì cái nữa anh em sẽ trao đổi lại với chú của em Hờ sau. Còn ở cái chỗ nhà của em Hờ thì ngày trước anh em đội team cũng có thông báo với toàn thể quý vị rồi, cái khu nhà của em Hờ ấy thì sẽ là nhà làm nhà có cột ở phía bên trong, vì là cái khoản kinh phí để làm nhà của em Hờ là tương đối là hạn hẹp và cái giá cả của vật liệu đi lên trên này cũng rất là cao, nên là anh em cũng sẽ là làm xây tường bao quanh và làm cột ở phía bên trong, thì mình sẽ không xây buồng nữa, không làm buồng ngủ nữa, vì như thế thì cũng sợ là sẽ không đủ tiền. Và đấy thì anh em cũng đã thông báo từ trước khi mà lấy vật liệu lên rồi, có bao nhiêu tiền thì mình làm ngôi nhà phù hợp với lại khoản quỹ của mình hiện tại có thôi. Đấy. Chú ơi cho cháu hỏi một tí. Ở đây thì chú bảo là bây giờ nhà mình là động thổ là tìm ngày, thì mình cụ thể mình đã tìm được ngày cho chú? Tìm ngày đó. Vâng. Thì bây giờ thì phải là người mong là máy mới, thì bây giờ thì kể nó anh em mình cứ về làm. Nhưng mà thì chọn cái nhà đấy. Vâng. Chọn nhà cái cửa đi đâu, nhưng mà vâng, cửa đúng thế hướng. Đó. Vâng, đúng em, thế. cháu biết nhưng mà ý là bảo là bao giờ mình có thể đào móng này được ấy? Được. Lúc nào mới làm được, mình có chọn được ngày chưa? Bây giờ thì có ngày đất mà bây giờ nhá. Người Mông nhưng mà không phải như cháu biết là cái làm nhà là ở cả đời thì mà mình cũng phải làm sao chọn ngày cho nó đẹp một tí. Đúng, cháu hiểu. Đúng, nhưng rồi. Mà ý cháu không muốn hỏi là mình đã đi chọn được ngày chưa hay là hôm nay thì cái gì hay ơi, nói cho chú như nào em nấu thì á chị nấu này. Hôm nay là chọn ngày đào móng thì hôm nay không đào được anh ạ. Hôm nay không đào được, nấu thì năm buổi như là thế đến hôm nào mình đào được để anh em còn liên lịch cụ thể rồi cũng sản nông trên nó từ sản nông dòng nông mà cái mà đầu lũ mông rồi mà cho cái tí sản đậu lộ qua nhá. Như nè chú bảo là chú chọn ngày xong thì với đào móng anh ạ. Bây giờ còn phải đi tìm thầy để chọn ngày nữa không? Tìm đâu, không tìm. Vâng, mình tự chọn là bao giờ thì được em ý là để nó tự liệt chứ thì mình đã chọn được ngày chưa hay là vẫn chưa chọn? Chưa, nhưng mà bây giờ nhé chọn ngày không phải ngày thả hàng đấy, không phải ra bầu đấy, nhưng mà bây giờ vì là đầu đuổi móng cho anh ấy về làm. Vâng. Đấy bây giờ là đấy thì bây giờ là mấy cái vấn đề này thì cháu cũng biết rằng là mình cũng sẽ phải chọn ngày thôi, nhưng mà có một phần lỗi là thật sự là như thế này, cháu cũng lên đây từ sáng rồi, mà em bảo em Hờ thì em Hờ cũng không biết, thì em Hờ lại từ sáng em Hờ cũng không nói, thì ban nãy cháu mới hỏi là bây giờ đào móng được chưa thì Hờ cũng không nói, em Hờ mới bảo là giờ cũng chưa đào móng được, thật sự rất là nhỡ việc đấy. Thì bây giờ gia đình cháu cái này cháu cũng không có vấn đề gì cả, bởi vì là ngày làm nhà thì mình lúc nào cũng làm sao nhà ở cả đời đúng không? Đúng đấy rồi. Thì làm sao nó chọn được ngày đẹp nhất, mình gọi là có thờ có thiêng có kiêng có lành, mình làm sao chọn được ngày tốt thì cũng không sao cả. Đấy. Thì xem là các hai chú cháu là vì xem bây giờ em Hờ thì vẫn còn trẻ, em cũng không biết cái gì cả. Thì xem là chú cũng là đấy nhà ở ngay bên cũng là chú của em đấy, thì xem cố gắng là hộ em Hờ là chọn ngày cho em đấy một tí xong là Hờ nhá, xong là có gì bao giờ chú mà đi tìm được ngày thì thông báo cho bọn anh luôn nhé, để còn anh em đội thợ còn sau khi mình đào sóng bóng xong ấy thì còn tiến hành về để mà tiến hành là làm nhà cho mình cho sớm đấy. Và còn một cái điều đặc biệt nữa quý vị ạ, không may mắn là ở đây trong cái ngày hôm nay và trong cái thời gian này mấy hôm nay lại trời ở trên này lại bắt đầu mưa. Đấy, anh em đang định vào khởi công cái chỗ nhà của em Hờ, thì thời gian trước thì là nhà của em Hờ là đang vướng vào cái chỗ vật liệu chưa vận chuyển lên được,
Và đến hiện tại thì vận chuyển lên xong rồi thì bắt đầu tiến hành là chuẩn bị làm nhà ấy. Thì trời lại bắt đầu nổi cơn những cơn dông như thế này, là đang chuẩn bị mưa đây, phía bên ngoài này gió rất là to này các bác này. Đấy. Và còn cái chỗ ở của em Hờ thì ngày trước thì có một thước phim thì em Dương cũng có lên đây và cũng chia sẻ với cô bác một lần rồi. Thì hôm nay thì em Dương cũng không chia sẻ nữa. Còn chỗ ở em Hờ đang ở, hai anh em Hờ và em Sử là hiện tại đang ở nhà chú Thím nhá cô bác nhá. Ngủ là ngủ ở phía bên này, còn đồ đạc là để ở nhà phía bên này. Đấy. Còn đây em Sử cũng đã đi học về đây này cô bác này. Sử. Nay không đi học nữa à, hả? Hả? Học về rồi à? Được nghỉ hay là trốn về đấy hả? Được nghỉ. Được nghỉ rồi gì? Thi xong chưa? Xong. Thắng, thi xong rồi á? Vâng. Bao giờ mới được nghỉ hè? Chắc là một tuần nữa. Một tuần nữa mới được nghỉ hè. Vâng. Ừ. Có muốn đi học, có lười đi học không? Không. Không. Tay bị làm sao đây? Cái này bị ghẻ nước à? Phải không? Hả? Có ngứa không? Hả? Ừ. Đấy xong là Hờ nhá, chuẩn bị ấy đi. Anh bảo. Đấy cái nguồn nước trước em ở đi lên xin chú trưởng thôn, em đi lên xin chưa? Xin được anh ạ. Xin được chưa? Xin được. Thế mình đã kéo về chưa hay là chưa, chưa kéo à? Vâng. Thế mình đang thời gian chọn ngày thì cũng đang cách ngày thì xem bố trí đi kéo cái nguồn nước về đi. Vâng. Còn để các anh về làm. Còn cái chỗ vật liệu nhá, anh bảo. Cả việc phải nói cả chú của em nữa cơ. Xong việc chưa nhỉ? Tí nữa chờ chú của em. Đây là ở trong gia đình ấy thì những người bao giờ làm những công việc lớn thì các cũng rất là may mắn là em Hờ là còn có chú là cũng đã lo cho. Bây giờ là chú đang ngắm cái hướng nhà đấy, làm sao cho nó gọi là chuẩn chỉ nhất đấy cô bác ạ. Đấy, khi mà làm xong thì bây giờ vẫn còn đào móng nữa, ngày đào móng thì phải chờ chú xem chọn ngày là được ngày nào, tránh kiêng kỵ vào những cái ngày của em Hờ thì mình tránh cũng tốt thôi, không có cái vấn đề gì gọi là mê tín quá. Còn mê tín gọi là những cái vấn đề chọn ngày thì ai cũng như thế thôi, cả dân tộc nào cũng vậy, cũng sẽ chọn ngày để mà động thổ. Em Dương cũng quá hiểu vấn đề đấy, thì gia đình nào cũng như vậy thôi ạ. Cũng con nhờ chú nữa, xong là xem đến lúc làm thì xem mở cái chỗ cửa này bên này này có được không chú? Cửa này mở được, mở cái chỗ này để anh em lấy vật liệu đi lại. Cả xi cũng ở bên đấy nữa rồi thì khó quá. Bây giờ thì chú bảo nhá, bây giờ thì chỉ bị làm, nhưng mà chú bảo mở cái cửa này, có xe rùa ấy, lấy xe rùa chợ về đây. Vâng. Đá nhỉ? Đấy. Là cái gì? Chợ cái chuyện về đây. Đấy. Đấy là xe rùa chợ về đây. Vâng. Chợ về đây nạn như này chợ đều về. Đúng rồi. Đấy cái chỗ đá này là lấy dưới này lên à? Không. Không lấy. Cái này vừa đi lấy đâu về hay là đồ này đi lấy về? Đá này không phải nhá, đá này đá của nhà chú không nhà không được đụng đến đúng không? Anh hỏi một tí, bây giờ cái móng nhà của em ấy, mai này mình làm móng thì còn phải tấm cần với tấm ván, những cái trước ván của ván bưng nhà em kia về lấy cái kia để làm được không? Có một chắc cũng không phải cắt nhiều đâu mà. Chú làm lại hết này, lại cửa hết. Cái chỗ chú lấy làm cửa hết rồi á? Đây à? Chú này không được rồi, tháo lại của chú ra thôi. Bây giờ nếu không có lại phải mua ván. Đây cái chỗ này của nhà em đây đúng không? Còn mấy tấm này thôi à? 2 tấn đấy. Có mỗi 2 tấm này thôi. Ủa chết rồi. Thế là lại phải mua thêm ván rồi. Thế thì lấy lại ván này là về làm có pha à? Vâng, đúng rồi, ghép có pha. Có pha thì ván này không, mình không cắt mấy đâu mà. Không cắt mấy đâu mà. Chẳng qua là những cái đoạn nào mà cần nên cắt thì chắc cũng cắt 1-2 tấm đấy, kiểu thì cũng có. Nhưng mà bây giờ không có thì lại phải mua. Bây giờ mình nếu như mà gia đình mình có cái nào mình tận dụng được thì mình đỡ hạn chế sử dụng cái tiền đấy thì mình tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Thế thì không có tiền đi mua sao nhỉ? Không có tiền thì nếu mà không có thì lại phải bỏ tiền đi ra mua thôi nhá. Bây giờ cả Hờ cả chú ở đây thì có mấy anh, cả chú này cũng ở đây này, thì cháu cũng nói luôn bây giờ hiện tại là cái khoản quỹ của nhà mình là khá là eo hẹp để mà làm cái căn nhà to hơn, thì hoặc là làm xây có cả công trình phụ ví dụ như là nhà vệ sinh, nhà tắm các thứ ấy, thì giống như mọi nhà là không được. Cháu nói rõ ràng luôn để không tí lại thắc mắc như này kia, bởi vì là cái nguồn quỹ của nhà mình là khá là eo hẹp từ trước, có
có bao nhiêu tiền thì trước anh cũng có thông báo với em rồi đúng không? Dạ. Đấy, là mình có bao nhiêu thì mình làm cho khớp với cái số tiền của mình, với khoản quỹ của mình đang có hiện tại thôi. Là nó rõ ràng như thế, tránh là vì sau lại còn người nhà rồi này kia, lại anh em lại cũng thắc mắc bảo là sao tự dưng nhà của em làm những nhà khác thì lại được cả nhà vệ sinh, nhà tắm các thứ rồi là nhà ấy. Thì còn bây giờ anh nói rõ ràng như thế để cho em hiểu. Và nhà em là bên trong là lại để cột đấy, là cái này trước là cũng đã nói với em rồi đúng không? Đấy, còn cột thì mình đã tận dụng lại cái cột của nhà cũ của nhà em Hờ ngày trước là vẫn còn, thì mình tận dụng cái đấy thôi, tận dụng cái đấy để cho vào luôn, mình không cần phải mua cột nữa. Còn nhưng mà anh chưa hỏi là hôm nọ em lọc xài kia còn được bao nhiêu cái đòn tay? 12 hay 11 thôi anh. 10 ở đâu anh đi xem ra. Vâng. Cái nên là em lọc ra hết rồi đúng không? Vâng, lọc hết rồi. Thế là 11 cái à? Vâng. 11 cái thì chắc vẫn phải lấy thêm, nhưng mà chắc cũng không lấy nhiều đâu. Vâng. Đấy. Bạn nào ở đây cười tươi thế? Chẳng con anh. Úi giời ơi. Vợ chồng đang ngủ. Đây à? Vâng. Cái số này là dùng được đây đúng không? Vâng. Xong là bây giờ nhiều việc lắm, anh nói anh hơi nhiều cũng nào là vật liệu vẫn còn chưa lấy lên hết này, rồi còn bây giờ còn chỗ đinh này nữa, kiểu gì cũng lại phải đò nhổ đinh nữa một lần nữa này. Đầu á, đầu làm nhà đầu là đúng rồi. Bây giờ biết làm thế nào em? Ai cũng trong đời là có hai cái việc quan trọng, đó là làm nhà. Đời người đàn ông ấy có hai cái chuyện quan trọng, đó là làm nhà và lấy vợ đấy. Còn bây giờ làm nhà đấy là cái việc quan trọng đây, là mệt là đúng rồi, cũng chịu khó nghe các chú, rồi là có cái gì mình không biết thì hỏi các chú. Mấy hôm nay ăn cơm không no bụng, gan kín. Ăn cơm không ngon, ý là em hở là ăn cơm không ngon, ăn không được cơm ấy. Nghĩ nhiều quá cô bác ạ. Đấy, cái số này là bao nhiêu cây nhà em bảo? 11 cây đúng không? Vâng, 11 hay 12 đây. Như hay là cái này bỏ đi, cái này không tính nữa. Vâng, cái này bỏ đi. Cứ đi bị mọt hỏng ấy này. Vâng. Bỏ cái này đi, không dùng nữa. Xong là xem bố trí là lấy nước về đi nhá. Anh em đang tính là em Hờ cứ nói bảo là kéo nước ở chỗ nhà trưởng thôn về, nhưng mà cũng chưa biết là cái nguồn nước đấy to bé như nào ấy. Anh em chắc là đi lên trên đấy xem, vì sợ là cái lúc đến nước đấy lại nước ít quá làm không đủ. Đây em Sử đang rửa bát đây này. Rửa cho chú Thím à? Đúng rồi. Phải không? Phải. Hay là của nhà mình? Cho chú Thím. Cho chú Thím à? À. Đi học có hay rửa bát như này không? Có. Có à? Nay nhà mình ăn cái gì bao nhiêu người mà sao nhiều bát đũa thế này? Hả? Ăn cái gì? Hả? Cái này chắc là để mấy ngày rồi phải không? Đúng không? mà em Xử là bình thường là em đi học không ở nhà cô bác ạ. Nhưng mà tại thì là cũng về nhà rồi. Đây nguồn nước chảy tè đây này. Nhiều lần anh em cũng chia sẻ đó. Mấy hôm nay là trời mưa là còn có nhiều nước một tí ấy nhỉ Hờ nhỉ? Còn bình thường là khô đét luôn, chỉ có đủ mà nước ăn uống thôi. Đi, em bảo cái nguồn nước ở đâu, đi anh em mình đi xem nào. Đây có lẽ là cái khu này đây. À. Đây nhà vẫn có người ở mà đúng không? Đúng không anh ạ. Người trước là trẻ con vẽ bậy hết lên. Để chồng thứ hai đấy. Như nào? Mẹ của em chồng thứ hai đấy. À, chồng thứ hai của mẹ em à? Vâng. À, lúc về lấy ở đây xong là mới bỏ từ nhà này đi. Đúng rồi anh ạ. À, đến bây giờ. Hiện tại anh em mới biết nhé cô bác nhé. Ngày trước là cũng có về cái việc là mẹ của em Hờ là lúc bố của em Hờ mất ấy, thì cũng có đi lấy chồng thứ hai. Là bây giờ đến hiện tại mới biết là nhà ở nhà trên này cũng cách không xa lắm. Xong về sau thì lại cũng bị chú đấy đánh đập nhiều quá phải không? Vâng. Đấy, bị chú đánh đập nhiều quá là mới bỏ đi, đến bây giờ mới biết cái chỗ nhà này. Đây chú đấy có ở nhà không? Không ở. Không ở rồi á? Chắc đấy. Là xa nhà bên này cái gì nhỉ? Đào phân đấy. À, đào phân đấy. À. Vâng. Đang dọn phân để đấy đúng không? Vâng. Cái nhà cũng rộng phết đi nhỉ? Cái này chắc hình như mới làm mới đây đúng không? Là trước em đi làm ngày thứ nhất trực quân rồi. À. Vâng. Trước là lần đầu em đi làm Trung Quốc kia đúng không? Lần đầu. Thế này này. Cũng cái cánh cửa cũng không được chắc chắn cho lắm. Khá là ọp ẹp. Đây cái nguồn nước là mình kéo từ đây đi à? Vâng. Ơi, trời ơi không ổn mấy đâu.
về to, nhưng mà nhà bên kia hôm nay là trồng ngô nữa, dùng nhiều. Nhà bên kia. Nhưng mà bình thường là nó chỉ chảy như thế này thôi đúng không? Bình thường chảy to, to bằng cánh vòn đấy. To đầy vòi luôn. Vâng, to đầy vòi. Thế thì còn được, còn chưa bảo chảy ít như thế này mà không có chỗ này mà chứa nhiều là hơi mệt đấy. Vâng. Không có đủ nước thì mà làm đâu. Đúng rồi. Anh em làm là làm nước này mát lắm. Thật sự là như ở trên này là chỉ có nguồn nước thì chỉ có là tốn tiền để mà đi mua vòi với kéo thôi. Còn bình thường khi là lúc nào là cũng toàn gia đình nào là tự đi tìm cái nguồn nước ở đấy là về là có nguồn nước rồi. Vâng, chào chú. Vâng. Cháu vẫn lo chứ? Dạ, vâng, cháu vừa mới lên. Vừa lên rồi. Vâng, đây ủa căn nhà bạn. Nó không có đi đổi nhá. Là giờ chị để đi đi. Không không. Cháu đã lên lên một tí thôi. Ông say rượu à? Thao. Hả? Đã lên gì giờ? Chi rồi chưa? Như nào? ông say rượu à? Hút cái điếu thuốc mà hút mãi không xong. Ôi à, con chào ông nhá. Đi đi em ơi. Nay giờ toàn đi nào. May quá, vẫn có xin được cái nguồn nước ở đây thì từ được chỗ này đi sang chỗ nhà em Hờ thì chắc kéo khoảng tầm khoảng 2 đến 3 cuộn vòi là kéo chắc là đủ rồi. Bởi vì chỗ khu nhà của em Hờ đây các bác, từ đây anh em chia sẻ không bác một lần nữa. Từ chỗ nhà của em, từ đây đi xuống chỗ nhà của em Hờ là nhà em Hờ là ở khu dưới này luôn rồi. Đấy. Đây, hải dạng cho ở khu mấy cây tre em dưới kia cả, chắc là tầm 2 cuộn vòi là kéo là đủ rồi. Còn cái khu trên này thì trước đây em Dương có lên trên này chia sẻ với cô bác một lần là cái hôm đấy thì anh em Hờ là lên lo cái mộ của bố em đấy ấy. Là lúc đấy là em Hờ lên đây thì anh em cũng có theo chân em đấy lên trên này. Và bình thường là thật sự là hôm nay anh em lên trên này để mà xem cái nguồn nước thì rất là bất ngờ. Em Dương cứ nghĩ là cái việc của là chú. Dạ. Cháu mới quên đâu á? Dạ. Cháu à? Cháu ở bên cháu cũng ở người Niên Tòng này mà. Ở Niên Tòng này gần nhau Niên Tòng này á. Vâng. Vâng. Cháu bên trên. Cháu bên trên ủy ban đấy. Ở ủy ban gì á? À chú nhà này à? Chú ở nhà bên không, này. Không phải nhà này. Ở bên gần bên cạnh đấy. À gần bên cạnh này. À? Vâng. Ờ không biết. Nhưng mà gần nhau nhiều lần mà nó cứ biết cái nhà nó ấy. Vâng. Cái gì nhỉ Hơ? Em bảo là chú nhà này trước em từ lúc mẹ em lên là ở với chú đấy ở đây là được bao nhiêu lâu? Quá lâu rồi anh ạ. Không ý là lúc sống với chú ở trên này là ở đợi sống được bao nhiêu lâu? Chú này sống trước lái mẹ em ấy, không có nhà. Vâng, trước là nhà này ở chung nhà bên kia thôi. À. Vâng, ở chung nhà em bên kia. Không phải, nhà. Ở nhà bên này. Vâng. Thế là lấy mẹ em xong mới làm tự làm nhà này. Vâng. À. Thế có lúc mẹ em lên ở đây thì có con chung với lại chú này không? Có. Vâng. Ô thế là em có anh em cùng cha cùng mẹ khác cha ở đây? Đúng rồi. Có một em trai một em gái thì mẹ đưa đi Trung Quốc rồi. Em gái mẹ đưa đi Trung Quốc rồi, bây giờ còn em trai thôi. Em trai đang học. Em có em có hay lên đây không? Em có hay lên đây bây giờ vẫn có giữ liên lạc cũng lên thăm nhà chú này không? Trước mẹ em ở thì em vẫn xuống thăm nữa. Mẹ em đi thì em không xuống nữa. Xuống xung quanh này nữa. Nhà thì không vào. Tức là ở đây chính ra là đây là gọi là dượng của em Hờ đấy. Đúng không? Gọi là bố dượng đấy. Trước em có gọi bằng bố. Nhưng mà ở đây vẫn gọi đi xa không gọi. Đi xa không gọi. Rất là bất ngờ. Trước là em Dương còn cứ nghĩ rằng là mẹ của em Hờ lên lấy chồng thứ hai là tưởng là lấy ở đâu xa, hóa ra là cách từ nhà của mình cũng không xa lắm. Lại còn đúng thật sự là gọi là như nào ấy nhỉ? Cứu bác ạ. Ở ngay bên trên cái mộ của bố em Hờ luôn. Vâng. Lấy chồng ở ngay bên trên mộ của chồng cũ luôn. Chết là ngay bên trên này luôn, đúng không? Chết là bố em vẫn chưa bị ốm như nào, chết là bốn này sáu không cái vấn đề mình đấy mình không nói đấy. Bây giờ đây là lần đầu tiên anh em đến đây mới biết là đây là nhà của bố dượng của em Hờ đây. Đây cần phải sử dụng thêm đất để mà chít vào thêm này các bác này. Cái này chắc nó làm lâu rồi xong là nó bị nứt đấy thì hình như là cái này vừa làm vừa cho nước vào đúng không? Vâng. Nhiều cái này cũng không cho nước đâu anh ạ. Không cho nước vào á? Anh tưởng cho nước vào nó mới cứng hơn chứ. Không chân nữa đâu.
Đây này, cái chỗ này cũng là hơi hơi lởm chởm một tí nhiều. Cái nhà này là bây giờ không có ai ở nhà nhỉ? Không, mình cũng xin phép các cô chú ở đây một câu. Không là lúc mình lấy là tại là cũng mình lấy của nhà người ta, trước cửa nhà người ta đi ấy. Vâng. Trước em bảo chưa? Chưa, anh bảo. Em bảo rồi gì? Trước anh bảo là lấy một chai rượu xuống xin. À, vâng. Có lấy rượu lên không? Vâng, có lấy một chai là kiểu chai nước mini ấy. À, à. Mình có là được rồi, căn bản là do là ở đây là bà con là cũng quan trọng chén rượu ấy. Mình có thể mình không uống nhưng mà mình lên cũng nói chuyện với họ là được, đúng không? Vâng. Ở nhà như nhà này là nhà của nhà nào? Nhà của chung đây nhưng mà đi làm thuê. Đi làm thuê ngoài nhà rồi ạ? À? Đúng rồi. Đây rồi. Mà cái nhà này là cũng dùng chung cái nguồn nước mà em đang định kéo đi đây đúng không? Không dùng đâu. Không dùng ở đây thì anh thấy vòi kéo từ bên kia về đây này. Kéo vào nhưng mà không chung nữa. Không chung à? Trước là đâu cái nhà trưởng thôn là ở phía bên kia? Vâng, nhà trưởng thôn ở bên kia. À, ở phía bên kia luôn? Vâng. Ồ, trưởng thôn lại ở xa đấy nhỉ? Vâng. từ bên kia lại có nguồn nước nhỉ? Ở chỗ riêng cái con đường này là đi lên chỗ khu nhà của em cấy với em Vần được. Chỗ nhà anh Chứ ấy các bác ạ. Ở khu đấy thì khu nhà anh Chứ là ở khu đấy là không có nước. Nhưng mà là ở cái bên dưới đấy lại có một cái khe. Có một cái khe suối cũng tương đối là nhiều nước. Vâng. Đấy, chắc là đây là gia đình này là cũng lấy từ đấy về được đúng không? Vâng. Ừ. Ô, nhiều ở đây còn dùng điện nước á? Không dùng đây ạ. Đây này. Trước kéo nhưng mà không tháo. À, cái dây ngày trước kéo đúng không? Vâng. Bây giờ chắc là mọi người là cũng tháo về hết rồi nhỉ. Hiện tại là cái khu của nhà em Hờ là cũng vừa mới có điện lưới. Ngày trước là bà con ở trên này không có điện lưới là hầu như là chỉ sử dụng những cái điện nước, cái tô pin nước tự làm ấy. À, ngày trước em Dương cũng có một tập phim là em Dương cũng chia sẻ đến các cô bác được biết rồi, để mà là các cô bác lớp già thì chắc là cũng biết thôi, còn như là lớp trẻ như tầm đội em Dương này là các bạn đấy liền, em Dương khẳng định một điều là các bạn đấy là không biết cái máy điện nước đấy là như nào luôn. Đấy, nên là anh em cũng có chia sẻ đến những cái cuộc sống của bà con trên vùng cao này nó khó khăn như thế nào các bác ạ. Hờ là đang vội điêu rồi em? Em đi chở phân à? Đi chở phân à? Vâng, họ nhờ. Có. À, anh em trong làng nhớ cái gì? Vâng. Còn mình có như kiểu đổi công không? Có ạ. Đổi công mai mình chở đi đâu đi? Chở đợi nhà dưới trước mình đi đào nghề không? À. Đi đào nghề đem đấy. Có phải hai bạn mà lúc đấy anh gặp kia không? Đúng rồi. Đi cùng hai bạn đấy. Vâng. Thế thì nếu mà em vội thì em cứ đi. Nhưng mà anh bảo xem nếu mà bao giờ chú mà tìm được ngày thì điện luôn cho bọn anh để bọn anh sắp xếp nhá. Vâng. Còn nhờ anh em thì cứ nhờ đi, bởi vì là cũng có một cô, có chị, có một mạnh thường quân cũng có gửi cái khoản tiền về để giúp nhà em lúc trong cái quãng thời gian làm nhà ấy thì cần mua thức ăn thì về để mua thức ăn rồi. Vâng. Em cứ yên tâm cái khoản đấy. Vâng. Cả chở vật liệu nữa. Vâng. Thế là cứ hay anh về sau anh đi trước nữa. Vâng. Được rồi. Đây thì anh cho anh xin cái mic này. Vâng. Cái thời điểm hiện tại thì gió tương đối là nhiều các bác ạ. Như ban nãy em Dương cũng có nói, nhưng mà bây giờ đến hiện tại nhá, càng lúc càng gió như gió to, cũng đang chờ sắp mưa thêm rồi sao ấy. Nên là bà con là cũng đang tranh thủ là những cái hôm như thế này thì chở phân đi cho bà nương, để đến mấy hôm nữa mà trời mưa thì không đường trơn không chở được ấy. Nên là em Hờ cũng có đi hộ anh em làm rồi. Còn hôm nay thì em ban đầu là anh em cũng dự định lên trên này để mà cùng với gia đình nhà em Hờ là tiến hành là động thổ luôn, là đào móng nhà của em Hờ để các anh em thợ còn cũng tiến hành làm luôn đấy. Nhưng mà gia đình là chưa chọn được ngày thì là lại phải lùi lịch lại mấy hôm để xem gia đình chọn được ngày bao giờ, thì anh em tiếp tục vào trong này cập nhật cũng như thông báo đến quý vị sau ạ. Còn bây giờ thì chắc em cũng xin phép được cái video tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở cái video tiếp theo ạ.